Uyên Nguyễn xin chào cả nhà. Uyên mời cả nhà uống cà phê ngắm cảnh quán cà phê Cô Nhớ ở Cần Giờ nha cả nhà. Đây cái này cây cái chú kiển kìa. Chậu mai khuôn viên quán mình cũng mát mẻ nha các bạn. Chẳng có nhìn thấy có một cái tượng gỗ nữa kìa. Tượng con rồng. Đây hình con rồng như thế này. Quán nhỏ thôi mà thoáng mát hết cả nhà. Trồng cây kiển cũng nhiều nữa nè. Cây xanh rất là nhiều. Đây bên đây em thấy rồi. Em thấy có nuôi cá nè cái này. Cá nó thấy nha. Nó thấy nhìn hoài cái nó nổi lên nè. Cái thường hả?
cưng hết. Quán ruột của cậu mà. Thế là em liên hệ chính cho nào. Để ra con đường lộ quay cho cả nhà xem đường lộ ở Cần Giờ nó thế nào. Nơi đây là viện Lý Nhân ở Cần Giờ như thế này. Đây bên đây Uyên thấy có cái công viên nho nhỏ nè, để Uyên qua bên đó quay cho cả nhà xem. Có anh đó, anh đang sửa chiếc xe cần cẩu. Nơi này có để máy tập thể dục nè cả nhà. Chọn mấy cái cây này mát quá luôn cả nhà. Bên đây mình có thêm giữ máy nữa nè. Thấy mấy cái cây xanh mà tàn lá lớn thì thích lắm đây nè, mát mẻ quá trời luôn. Đây trời gió. Có cái cây bông vạn cây luôn cả nhà. Ui cái đó cây bông gì mà đẹp quá luôn.
thì hoa màu vàng các nhà, còn bên kia thì hoa bằng lăng tím, đẹp quá luôn.